Thương là một loại vũ khí lạnh dùng để đâm, một loại giáo của Trung Quốc, đồng thời cũng thuộc thập bát bàn vũ khí. Ở Việt Nam, thương được các báo thủ biến thành phóng lợn, sát thương rất cao và rất được ưa chuộng trong giới giang hồ. Và đương nhiên, ở trong Naraka cũng có thương. Tidy Freezer. Về cơ bản thì thương trong Naraka giống như côn, thuộc bộ vũ khí dài. Mà đã dài thì đồng nghĩa với việc là tầm đánh xa y hệt như côn vậy. Thương cũng sở hữu đòn đánh ngang và đánh dọc. Đánh ngang sẽ gây choáng ngắn hay còn gọi là mini stun. Đánh dọc có tác dụng lên địch đang nằm hoặc đang cúi. Về ưu điểm, thương có tầm đánh rất xa, sát thương cao, có bá thể vàng. Về nhược điểm, thương rất khó sử dụng, phụ thuộc rất nhiều vào hồn ngọc. Nôm na thì thương ngoài sát thương ra chả có gì. Về đòn đánh cơ bản và hoạt ảnh của thương, chúng ta có chuột trái, chọc 2 lần, gây choáng ngắn hay còn gọi là mini stun. Chuột trái lần 2, chọc thêm 2 lần nữa, đòn này không có mini stun. Chuột trái lần 3, đòn bá thể xanh với sát thương cao và dễ bị phản đòn. Chuột phải không có mini stun. Chuột phải lần 2 nối tiếp động tác trước đó, đòn này cũng không có mini stun. Chuột phải lần 3, đòn bá thể xanh với sát thương cao và dễ bị phản đòn. C chuột trái gạt vào vùng dưới của địch, có thể tấn công địch đang trong trạng thái nằm hoặc cúi. Đòn này không có mini stun. C chuột phải hất tung, giống như tất cả các vũ khí cận chiến khác, và hất tung nâng cao có thể ứng dụng để nối combo. Tụ lực chuột trái hồi mã thương, quét vào vùng dưới của địch, có thể đánh vào kẻ địch đang bị nằm hoặc cúi. Hồi mã thương có thể được thực hiện sau khi tụ chuột trái 1 hoặc 2 tầng. Tụ lực chuột phải bán nguyệt thương, vụt mạnh thương ra hướng chỉ định. Bán nguyệt thương có thể thực hiện sau khi bạn tụ chuột phải 1 hoặc 2 tầng. Đây là đòn bá thể xanh và có thể sẽ bị phản đòn. Long vương phá, đây là một chiêu thức đặc biệt của thương. Để thực hiện long vương phá, các bạn hãy tụ lực chuột trái hoặc phải. Khi đạt đến điểm này, hãy lập tức thả chuột. Đây là long vương phá. Khi thực hiện long vương phá, nếu chúng không khí, bạn có thể di chuyển một đoạn khá xa. Nếu như chúng địch ở trong trạng thái đỡ đòn, bạn sẽ bóc quýt. Nếu như chúng địch đang không làm gì và ấn tiếp chuột trái hoặc phải, thì bạn sẽ thi triển chiêu thức Na Cha Náo Hải, rất dài và có bá thể vàng, cảm giác như dương gia thương tái thế vậy. Và kết thúc chuỗi Na Cha Náo Hải, nếu ấn tiếp chuột trái thêm một lần nữa sẽ tung ra đòn chuột trái thứ 3. Về hồn ngọc, thứ nhất chúng ta có hồn ngọc Đại Thánh và Thương Phá. Đây là dạng hồn ngọc thăng hoa, ban đầu chỉ có hiệu ứng của Đại Thánh. Đại Thánh thay đổi đòn tụ phải thành đòn này, đương nhiên là đau hơn, và nếu không cẩn thận thì vẫn bị phản đòn như bình thường. Nếu như Đại Thánh trúng địch 8 lần, hồn ngọc sẽ thăng hoa và cung cấp cho người sử dụng thương thêm chiêu Thương Phá. Khi kích hoạt Thương Phá, đòn chuột phải thứ 3 thay đổi thành thế này, và thậm chí còn thêm được cả cái này nữa. Xem thì rất đau nhưng đồng thời cũng là món mồi béo bở cho những vị nào mà ưa phản đòn. Hồn ngọc thứ 2, chúng ta có hồn ngọc Xuyên Tâm Cước, đá thẳng vào tim em. Thay đổi hoạt ảnh tụ lực khiến bạn múa may trông điêu luyện hơn. Xuyên Tâm Cước có chức năng làm bạn chọc Long Vương Phá 2 lần. Nếu lần thứ nhất mà trúng luôn thì bạn đỉnh. Nếu không thì Xuyên Tâm Cước cho bạn chọc thêm phát nữa. Lần chọc thứ 2 này có tính năng truy kích, đại khái là sẽ tối ưu việc trúng vào địch nhất có thể. Và nếu trượt thì bạn non. Dù là lần thứ nhất hay lần thứ 2, khi đeo Xuyên Tâm Cước, nếu chọc Long Vương Phá trúng địch, địch sẽ bị cầm luôn. 5 giây thôi, không biết nói gì hơn.
Ngoài ra thì việc chọc hai lần giúp cho người sở hữu di chuyển linh động hơn, với hai cú chọc xa tít mù tắt, vừa để chạy đường dài, vừa để ra vào giao tranh một cách linh động. Hồn ngọc thứ ba, hồn ngọc sóng trào. Khi trang bị sóng trào, đòn na cha náo hải sẽ thay đổi hoạt ảnh như sau: từ múa dọc chuyển sang múa ngang. Thời gian múa may và gây sát thương lâu hơn, bản thân sẽ không còn bị tiến về hướng chỉ định nữa. Việc này sẽ khiến chuỗi na cha náo hải hạn chế bị địa hình gây bất lợi về lượng sát thương. Và đây là ví dụ. Sau đây là những combo cơ bản của thường. Combo thứ nhất, độ khó 1 sao. Các bạn làm như sau: trái, hất tung, trái, phải. Combo thứ hai, độ khó trên combo thứ nhất. Các bạn làm như sau: trái, hất tung, trái, chân chạm đất, nhảy nhẹ, trái, phải. Combo thứ ba, độ khó hơn những combo khác. Các bạn làm như sau: trái, hất tung, chân chạm đất, phải, giữ điều hướng, phải, ngồi xuống trái, trái. Combo cuối cùng cũng là combo dễ nhất. Các bạn chỉ việc làm như sau. Ok, sẵn sàng nhá. Long Vương phá, Na Cha náo hải, ngoài đến đây thôi. Hất tung, làm như hình là xong. Đi hơn một cây giáp, cho biết thế nào là lễ hội. Ok. Anh em cứ làm theo clip là được nha. Thương là một vũ khí khó chơi, nhưng không có nghĩa là các cao thủ không sử dụng được nó một cách thuần thục. Vì đây là series hướng dẫn những huynh đệ tỉ muội mới bước chân vào giang hồ, nên tôi vẫn sẽ cung cấp cho chư vị những mẹo nhỏ khi đối đầu với thương. Giữ khoảng cách là điều đầu tiên. Chúng ta luôn giữ khoảng cách với những vũ khí dài, vì chúng nó rất dài, chúng nó sờ được vào người các bạn bất cứ lúc nào. Nó dài lắm, nó chỉ không dài bằng vũ khí tầm xa thôi. Cách thứ hai, sử dụng một vũ khí linh hoạt hơn để đối đầu với thương. Tầm đánh của thương tuy xa nhưng khá hẹp và khó trúng. Nếu như đối đầu với những vũ khí cơ động khác thì thương khá là thiệt thòi. Cách thứ ba, độc vi trị độc. Nếu như bạn sợ thương, hãy lấy côn hoặc chính một cái thương khác ra để đối đầu với nó. Vừa rồi là những điều cơ bản bạn cần biết về thương, thứ bảo vật đã làm rạng danh Dương gia. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá về những tính năng nâng cao của bộ vũ khí dài này khi kết hợp chúng với nhau, hoặc khi kết hợp với những vũ khí khác. Và chư vị đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cho tại hạ, để không bỏ lỡ những bí kíp sử dụng vũ khí hành tẩu trong thế giới Naraka nhé. Xin chào.